Xin trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với đối dũng. Thưa quý vị, Covid-19 tiếp tục là một đề tài mà khắp thế giới đang để ý. Ờ, trước đây tôi có kể cho quý vị những cái câu chuyện mà so sánh một số quốc gia tại sao họ có thể ngăn chặn được Covid-19 hữu hiệu. Tất nhiên sau này nó cũng có tái xuất lại, nghĩa là nó tái phát lại một số. Ví dụ như Nam Hàn, ví dụ như Đức, ví dụ như Hồng Kông. Thì hôm nay ta cho quý một quốc gia nữa so sánh đó là Đài Loan chúng ta biết Đài Loan một cái đảo quốc chỉ có khoảng 25 triệu dân thôi trong khi nước Úc và Canada cũng khoảng bấy nhiêu đó dân Canada khoảng 30 triệu Úc khoảng 25 triệu nhưng mà Canada người ta bỏ qua bên nó nằm trong lục địa anh Úc là cũng là một cái đảo quốc mà lớn mặc dù người ta lục địa Úc nó to lắm chung quanh nó biển anh Đài Loan mà Đài Loan anh lại sát Trung Quốc cách Trung Quốc có 80 dặm mà đó và trước đây ngay cả các giới chức trên thế giới và các nhà phân tích người ta nói mà khi mà Trung Quốc mà bị Covid-19 bùng nổ, Đài Loan sẽ là cái anh kế tiếp. Nhưng mà trên thực tế bây giờ nó ngược lại. Tính tới ngày thứ hai vừa rồi đó, 6 tháng 4 đó, ở Đài Loan chỉ có 373 người bị bệnh. 5 người chết và 57 người hồi phục. thêm con 24 triệu, 25 triệu đó, con số đó. Thì tại sao họ làm được cái chuyện này? thì bây giờ người ta mới người ta mới coi lại người ta mới thấy đó, bắt đầu từ ngày 25 tháng giêng. Khi mà cả thế giới đang bắt đầu là họ lo sợ. Bởi vì nó bắt đầu nguồn từ Vũ Hán Trung Quốc đúng không quý, cuối tháng 12 đầu tháng giêng. 3 4 tuần sau, gần 4 tuần sau bắt đầu nó bùng nổ ra. Đó. Thì chính phủ Đài Loan và Trung Quốc và, và 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 Úc họ cũng đã chuẩn bị cái chuyện này. Nhưng mà Đài Loan họ chuẩn bị nó phải nói rằng là tuyệt vời hơn Vào cái bài phân tích của CNN nó phải dùng cái tựa nhưng thế nào dùng cái tựa thế này thì chúng ta không thấy đáng chú ý tất nhiên là trong những cái phân tích nó vẫn có những một số cái khiếm khuyết không đầy đủ nhưng mà chúng ta phải có thể nhìn chung chúng ta thấy họ dùng cái từ là Đài Loan chống Covid 19 tốt nhất toàn cầu họ dùng cái chữ là the best globally the best globally tốt nhất tính trên toàn cầu đó thì thưa quý vị cả Úc và cả uh, cả Đài Loan đều có số dân ngang ngửa như nhau giống như tôi nói như vậy. Nhưng mà tính ra đó cái số người bên Úc đó bị nhiều hơn Đài Loan tới gấp 10 lần. Đó. Thì bây giờ tại sao Đài Loan mà có thể kiểm soát được như vậy? Thì cái này nó là đi ngược lại lịch sử từ năm 2003. Chúng ta nhớ 2003 có cái dịch đại dịch xa toàn cầu bệnh xa bệnh về phổi đó. đó. Thì lúc đó Đài Loan bị nặng bị rất nặng. Đài Loan và Hồng Kông và các tỉnh miền Nam Trung Quốc bị rất nặng. Lúc đó là riêng ở Đài Loan không họ cách ly, họ gọi như là 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 là, là, là gọi là uh, cách ly và giống như là là là, là giám sát đó, 150.000 người. 150.000 người, thấy không? Và lúc đó đó có tới 181 người chết vì bệnh xa năm 2003. Từ đó đó người đài loan họ mới học được một cái điều là cái đảo quốc này có thể bị nguy hiểm vì bất kỳ cái bệnh dịch nào từ trung quốc xuất phát ra bởi vì họ cách trung quốc gần quá rồi họ lại có những cái giao dịch buôn bán đi qua đi lại thường xuyên đúng không cái điều đó dễ hiểu họ sát cạnh như thế họ biết được rằng là sớm muộn gì cũng sẽ có những cái đại dịch khác và họ đã chuẩn bị như thế kể từ cái lúc đó, đó. thành ra đó họ chuẩn bị cái điểm thứ hai nữa đó ở bên Đài Loan đó thì theo tin cho biết là họ có cái hệ thống y tế gọi là miễn phí universal coverage tức là đi bác sĩ đi bệnh viện không phải lo chuyện đó nó giống như một cái hệ thống xã hội chủ nghĩa giống như mấy nước bên châu Âu vậy đó thì đó là hai cái mà họ họ có lợi thế rồi khi mà cái chuyện mà nó xảy ra cái chuyện covid 19 nó xảy ra bên Trung Quốc là họ chuẩn bị liền họ biết rồi thôi chết rồi có thể là 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 là, là đại dịch mới có cũng có thể nó có cái yếu tố này nữa thưa quý vị là gì có lẽ là họ là người trung hoa với nhau họ biết thì khác là cái tiếng nói chút xíu thôi hoặc là khác có thể chế nhưng mà họ cũng là người trung hoa với nhau có lẽ là họ biết những cái văn hóa những cái gì đó mà có lẽ là nước khác không biết anh hồng kông cũng vậy có lẽ anh cũng biết một phần cho nên anh kiểm soát được thấy không thành anh đài loan anh biết được cái chuyện đó anh chuẩn bị tư thế để mà anh đối đầu Thì đầu tiên đó, Là Đài Loan này Ông đưa ra 124 danh sách 124 cái việc phải làm Trong vòng 5 tuần lễ Đó những cái chuyện này bao gồm nghĩa là tất cả tất tật liên quan đến về y tế tất cả mọi chính sách ông làm hết và còn đưa qua nó đi qua cả cái vấn đề nó còn không những kiểm soát y tế mà kiểm soát con người luôn nó giống như anh, Đa, anh Nam Hàn rồi đó có những người họ nói rằng là gì tôi đi máy bay về vừa về Đài Loan rồi người ta đưa cho cái tôi bảo phone anh đâu đưa phone ra đây tôi cài cái app để theo dõi anh anh có cách ly ở nhà hay không các quý vị sẽ coi có mọi người họ ngồi họ kể nghĩa là mỗi ngày gọi đến tách cho anh này họ có nhà không bỏ có Bảo tôi đến được không Bảo đến đi Họ bao lâu Bảo 5 phút đã đến là 4 phút đã đứng trước cửa rồi Họ kiểm tra xem có nhà không Nói chung là họ kiểm tra rất kỹ cả. Thì cái này nó cũng giống giống như bên bên Nam Hà, Thấy không Nó giống giống như bên Nam Hà. Rồi đó trong một cái cuộc phỏng vấn của một cái một cái cha, cái kênh youtuber nữa bằng cái đất đó, đó tôi coi đó thì có phỏng vấn một cô phóng viên ở bên người Việt Nam bên Đài Loan đó, đó là khi mà cách ly đó anh làm cách ly đúng đó, ở nhà mà không vi phạm thì còn được thưởng tiền đó. Còn anh nào mà không cách ly đàng hoàng đó là có thể bị phạt. Phạt tiền. Họ phạt tù, họ phạt tiền. Họ làm gắt ghê lắm. Nghe không? Nghĩa là phải ở nhà. Rồi, đó là vấn đề mà gọi là kiểm soát những cái người mà gọi là cái gì? Ờ, bị nghi bị bệnh. Bệnh thì đương nhiên vô bệnh viện rồi. Có bệnh viện lo hết. Còn những người nào mà bị nhiễm nhẹ nhẹ, chúng tôi bắt cách ly ở nhà, chúng tôi kiểm soát. Không cho ra ngoài đường đi vớ vẩn. Nghe không? Ngoài ra họ làm cái gì nữa? dùng khẩu trang à khẩu trang mà trong cái bài viết này có thể nói là cái vũ khí hàng đầu của đài loan Nghe không họ bắt đầu chuẩn bị là họ làm cái gì sản xuất khẩu trang đại trà luôn tất cả các xí nghiệp chính nhào vô sản xuất sản xuất và sản xuất khẩu trang ôn ngay cả quân đội đài loan cũng nhảy vô luôn sản xuất khẩu trang và họ kiểm soát nó luôn họ làm gì nữa không cho xuất cảng khẩu trang ra nước ngoài không cho, chúng tôi 25 triệu, chúng tôi phải sản xuất, chúng tôi thủ cái này. Và rồi sao nữa? Tất cả những người đi ra đường phải đeo khẩu trang. Những người bị nhiễm COVID-19 đương nhiên bị chữa. Những người nào mà bị nghi, bị test luôn. Mà còn hơn như vậy nữa. Cả những người từng bị những bệnh phổi mà không biết vì sao bị phổi. Chúng tôi cũng kiểm tra luôn. Bởi vì cứ biết mà COVID-19 khi con vi khuẩn nó vào trong người mình có virus nó vào trong người mình, nó gây cho mình là cái gì bị viêm phổi đầu tiên cho nên tôi có nhiều gọi ta là viêm phổi vũ hán là vậy đó. đó thì những anh nào mà bị viêm phổi trước đây tôi cũng nghi luôn tôi xử luôn tôi kiểm tra và nếu cần tôi cho cách ly luôn này nó làm ghê không ông làm dữ thì một phần nữa chúng ta phải hiểu là nói như vậy chúng ta phải hiểu rằng là trước đây trên cái chương trình này tôi có so sánh năm hàn là các nước khác thì tôi thấy là Nam Hàn họ cũng cũng chấp nhận cho thì tôi nhắc lại quý vị các nước châu Á phần lớn đặc biệt là những cái vùng Đông Bắc Á ít nhiều họ ảnh hưởng cái đạo khổng cái tôn giáo và cái văn hóa là gì họ chấp nhận và họ tuân thủ những gì chính quyền đưa ra cho dù là chính quyền độc tài độc đảng hay là tự do họ đều tuân thủ thì anh Nam Hàn là một bây giờ thì anh Đài Loan cũng vậy anh Hồng Kông cũng vậy luôn họ có một cái văn hóa như thế rồi nó khác phương tây chỗ đó rồi nó còn cái gì nữa mà để cho đài loan thành công trong cái chuyện này xin quý vị đừng rời màn hình sct chúng tôi sẽ trở lại chương trình với đề tài này sau ít phút thông tin thương mại Cảm ơn quý vị những màn của truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái chuyện mà Đài Loan được người ta coi là một cái mẫu mực trong cái chuyện mà chống Covid-19 mà có thể nói là tốt nhất thế giới. Mặc dù đất nước là chỉ có 25 triệu dân, tất nhiên mình so sánh với nước nước khác 8 90 triệu vài trăm triệu dân là cả tỷ triệu dân thì đó nó không có đúng lắm, nhưng mà ít nhất người ta cũng so sánh được với nước Úc 25 triệu dân. Mà Úc thì nó rộng rãi hơn, nó rộng hơn Đài Loan, Đài Loan là là cái đảo nhỏ xíu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu mà úc đó 25 triệu nhưng mà nó tản ra nó tập trung với thành phố lớn như sydney, brisbane hay là uh, cái gì um, những thành phố lớn phần lớn đài loan nó nhỏ nhưng mà ngược lại đài loan tuy là nhỏ tuy là ít dân nhỏ thì đương nhiên mật độ dân số nó, 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 nó cao hơn úc đúng không nhưng mà nó có một cái điều là như tôi nói quý vị nó gần trung quốc nhất mặc dù nó cách bờ biển nó tám chục dặm nhưng mà nó có những cái giao thương qua lại thì bây giờ người ta mới phân tích làm thấy đó Là nhờ cái dịch xa năm 2003 Đài Loan đã hiểu được cái chuyện đó là đất nước này bất kỳ lúc nào hay là đảo quốc này bất kỳ lúc nào có thể bị một cái ảnh hưởng, bị cái ảnh hưởng của một cái dịch khác và từ đại lục nó trôi ra. Thành ra sau cái vụ xa năm 2003 đó họ đẩy mạnh cái việc mà đào tạo bác sĩ, y tá, những người mà về gọi là gì, gọi là y tế cộng đồng, những những cán sự y tế những cái hệ thống bệnh viện đại khái nó như thế họ đẩy mạnh cái đó và họ đẩy mạnh cái chuyện là sản xuất cái gọi là khẩu trang đó. mà họ không cho xuất cảng nước ngoài đó. rồi thêm một cái nữa đó. là trong lúc chống covid 19 này thì biết họ làm thêm gì anh nào mà đưa thông tin giả fake news về covid 19 là bị phạt nặng nề bởi vì trong lúc chính phủ họ đang phải giải quyết có nhiều anh lên đó là nổ quanh càng ừ. nổ loạn xà ngầu cái này cũng giống như Việt Nam Việt Nam nó cũng phạt mấy người phạt mấy người đưa tin tầm bậy tầm bạ mà ở đây chúng ta thì tôi chưa thấy phạt cái đó ví dụ ông nọ có những cái tin đồn là nào là cái gì ra đường bị cảnh sát phạt một trăm đô mấy trăm đô rồi mới đây ở vùng lý đô Sài Gòn đó, người ta còn đồn nữa là chợ này chợ kia nhà hàng nọ dính covid 19 là người ta không vô được ngay cả cái chợ đại hàn hôm trước tôi có trình bày quý vị đó họ cũng đồn cái đó bên Đài Loan là vô tù họ gắt gào như thế họ anh không nói bậy nói bậy là tôi bắt bỏ tù hoặc tôi phạt anh nếu mà anh đưa thông tin bậy bạ về covid 19 chín à, và đó là cái điều mà đài loan họ làm trong những ngày tháng qua cho nên ngay cả những người mà gọi là um, nghiên cứu về 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 về, về covid 19 chín ở, ở trường đại học stanford họ nói những cái đài loan làm đáng là bài học cho các nước khác Tất nhiên bài học đây là ở cái mức độ họ làm như vậy, còn nếu nhiều khi đem cái 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 chính sách của Đài Loan áp dụng cho nước khác chưa chắc được, nhưng mà ít nhất người ta nói là, là là đáng học hỏi. Đó. Rồi. Ngoài những cái chuyện đó ra, thấy không? Trong chuyện hàng ngày khi mà có vấn đề gì xảy ra thì họ phản ứng rất là nhanh. Họ phản ứng rất nhanh, thấy không? Họ không có dùng cái chính sách gọi là phong tỏa, họ không phong tỏa. Giống như Trung Quốc hoặc các nước khác nhưng mà mỗi lần có một cái chỗ nào bị đó thì họ phản ứng rất nhanh. Đó. Họ đến đó, họ làm việc ngay. Rồi như tôi nói với quý vị là họ bây giờ sản xuất là khẩu trang nhiều đến độ mà hôm uh, cuối tuần vừa rồi họ công bố là họ sẽ tặng 10 triệu cái khẩu trang cho các nước khác, bao gồm Mỹ này, Ý này, Tây Ban Nha này và chín quốc gia khác ở châu Âu. Uh, riêng Mỹ là được 2 triệu cái họ họ tặng, họ họ dư, thấy không? Tức là họ làm đại trà luôn, đầy đủ. Đó. Nhưng mà nó có một cái trường hợp như thế này hả, à, Người ta mới thắc mắc là chỗ này Thấy không Dĩ nhiên như tôi phân tích nhiều lần rồi Ở các nước châu Âu thì không thể làm được chuyện này Bởi vì cái cái suy nghĩ của họ nó khác Dân chủ châu Âu là anh không thể bắt tôi Không thể theo dõi tôi làm như bên Đài Loan Bên Nam Hàn nữa Nam Hàn trước tôi kể với quý vị rồi nghĩa là Họ theo dõi luôn cả quý vị đi chợ mua bằng thẻ tín dụng họ biết ngay có ra khỏi nhà không? anh Đài Loan thì không thể nói cái tín dụng nhưng mà anh theo dõi anh gắn cái GPS vào trong cái cell phone đó anh theo dõi tại nhà rồi ai mà ở nhà mà đầy đủ ngon lành họ thường tiền đại khái lúc na ná như vậy châu Âu thì không thể làm chuyện đó nhưng mà con cái người ta ngại nhìn chỗ này nè người ngại nhìn chỗ này nè là Đài Loan không phải là thành viên của tổ chức WHO y tế thế giới quý vị nhớ không khi mà căn bệnh này nó bùng nổ đó hàng ngày tổ chức khu họ đưa ra thông tin là hướng dẫn các quốc gia làm gì thì anh trung quốc cũng chặn không cho đài loan nó đài loan là tỉnh của chúng tôi không được vô nhận thông tin ghê không ông đài loan cũng giận quá bảo cái này là chơi không được bây giờ ông ông who ông chịu thôi mà đúng đài loan đâu phải thành viên hội đồng bán liên quốc đâu mà không phải thành viên của liên Hợp quốc luôn Quý nhớ ngày xưa không? Đài Loan cùng với một số quốc gia ở trên thế giới sau đại diện thế Chính lập Liên Hợp Quốc. Đúng không? Ông là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đến thập niên 70, ông Mỹ vì quyền lợi với Trung Quốc đám Đài Loan ra, đưa ông Trung Quốc vào. Cái này mà tí xíu nhiều người vào. <laughs> nhiều người nói ờ ừ, ừ, dưới thời ông Clinton với ông gì, ông Obama đã làm cho cái là Trung Quốc bán hàng qua Mỹ nhiều Mỹ lệ thuộc để nói vậy nó chưa hết chuyện cái ông đầu tiên mà gõ cửa Trung Quốc đánh nhất con hổ dậy là ông Nixon ông Richard Nixon và ông Henry Kissinger chúng ta phải đi đấy phải cho nó công bằng ở chỗ đó và chính mấy cái người đó hồi đó đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc đưa ông Trung Quốc vào nguyên ủy vấn đề là chỗ đó thấy không thì bây giờ ông Trung Quốc đó ông không cho Đài Loan nhận thông tin này rồi Đài Loan chơi với luôn không biết làm sao hết ông Trung Quốc và ông Mỹ, ông tất cả các ông trên thế giới đều nhận được thông tin của Hu, Đài Loan không được. Mà cái đó lại là cái hay. người ta bảo thường người ta bảo trong cái khó bó ló cái khôn. Thì ông Đài Loan biết ông bị cái chuyện đó. Ông bị tẩy chay thì ông tự ông làm. À vậy tôi tự tôi làm tôi làm theo kiểu của tôi. Và vậy mà thành công. Thấy không? Và sau đó đó thì họ có xác nhận là mặc dù không phải biết thì họ vẫn liên lạc, liên lạc với Hu nhưng mà không được khu công nhận và không được khu phối hợp và hợp tác với lại Đài Loan trong cái chuyện chống Covid 19. Mình thấy mình, nếu nếu cái chuyện này mà mà đúng Đài Loan như vậy thì mình nể quá, ngay cả bà Thái Anh Văn, họ nói nó có một cái nữa là cái tinh thần của bà Thái Anh Văn, cái bà mà từ khi làm lên làm tổng thống, bà này ủng hộ chính sách Đài Loan độc lập, Trung Quốc ghét ghê lắm. Trung Quốc đóng khoái không mang anh kiểu hơn khoái không mà anh kiểu mang anh kiểu là của quốc dân đảng muốn là thống nhất với, với với, Trung Quốc mà bà này Thái Anh Văn lên là no à, cho nên Trung Quốc hầm hè mấy lần đòi là đánh Đài Loan lấy lại vì cái bà Thái Anh Văn lên bà này bà chịu chơi bà nói ok đã vậy thì chúng ta nó làm theo kiểu của chúng ta nghe không chúng ta độc lập nghe không chúng ta tự chúng ta làm Đó. trở lại vấn đề WSO thì vì không được như vậy cho nên Đài Loan họ lại dùng lại cái kinh nghiệm của họ năm 2003. Khi mà họ bị cái bệnh dịch xa, họ học cái bài học đau đớn. 150.000 người bị kiểm dịch, 181, 181 người thiệt mạng. Họ học cái bài học đau đớn đó. Và họ học luôn cái bài học là họ bị cô lập. Họ bị cô lập. Chính vì vậy họ mới làm được điều này. Thì bây giờ đó, người ta mới nói là, ố vậy thì WSO có nên dùng cái bài học của Đài Loan để cho các nước thành viên khác học hỏi hay không? Đó, nó lại khổ cho nó. Thì bây giờ người ta mới nhìn vào ta bảo là nếu mà ông WSO không bị áp lực của ông Trung Quốc mà đưa ông Đài Loan vào để Đài Loan hợp tác với lại Liên Hợp Quốc trong chuyện này thì có lẽ là nhiều quốc gia khác học được bài học của Đài Loan. Đợi họ sẽ có thể có những kỹ thuật nào đó, mình không biết. Bởi vì họ không được công khai, họ không được chia sẻ. Thì bây giờ bà Thái Anh Văn bà bảo Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tôi Sẵn sàng giúp đỡ thế giới nếu quý vị muốn đó. Thì Bây giờ bắt đầu thu lết Đối với một số quốc gia là quá trễ rồi Đúng không? Nếu mà biết trước đó Thì định cho thấy cái bài học Đài Loan Là gì? Họ học bài học Từ năm 2003 Và họ chuẩn bị Và họ ở kế Trung Quốc Họ biết rằng Trung Quốc thế nào Một ngày nào đó hay là lúc nào đó luôn luôn có thể có những cái, dịch bệnh xảy ra và họ là cái anh mà nằm kế bên họ trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị điểm thứ hai là họ vì bị cô lập như thế mà họ lại kiên cường họ tự có những trách của họ mà chính vì như vậy đó họ có thể làm những điều mà WSO quý vị nhớ đó là WSO bảo à, quý vị đừng làm chuyện này chuyện này nhé thì các nước thành viên có thể không làm nhưng mà ông đài loan tôi đâu phải thành viên anh đâu tôi làm thoải mái <laughs> thành ra có lẽ vì vậy mà họ thành công thì đó là câu chuyện muốn kể cho quý vị à, trong dịch Covid-19 này. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình lần sau.